Chào tất cả mọi người, Ngọc Ánh đã quay trở lại rồi đây. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà được xây dựng độc lập tại Hà Trì, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì đi ra tới trung tâm Hà Đông nó rất là gần quý vị ơi. Căn nhà này cách với ngã năm Hà Trì, cách với cổng làng Hà Trì nó chỉ khoảng tầm 300m thôi, giao thông đi lại rất là thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh ngập tràn tiện ích, cách với chợ Hà Đông khoảng tầm 1,2km, cách với viện 103, Bệnh viện Ca Tân Triều, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, rồi là Trung tâm Thương mại Yêu Môn Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 3km quay đầu thôi. Xung quanh ngập tràn tiện ích. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó được xây một căn độc lập 30,8m trên sổ đỏ. Và nhược điểm của căn nhà này đó là ngõ trước nhà có 1m2 thôi quý vị nha. Đây, ngõ thực tế vào nhà chỉ 1m2. Tuy nhiên 1m2 này thì nó cách với đường rất là gần. Đường trước nhà ở thực tế, cổng ở ngoài mọi người nha, thì nó cách với đường ô tô đi lại được rất là tiện. Duy chỉ có một cái ngõ này là nhược điểm lớn nhất của căn nhà này thôi. Tuy nhiên với cái nhược điểm này thì vẫn có một số khách hàng rất là thích, bởi vì cái nó được xây dựng độc lập duy nhất một căn và mà cái ngõ của nó đi vào rất là rộng mọi người ạ. Đây, ngõ rất là dài luôn, quý vị có thể nhìn thực tế vào căn nhà này. Căn nhà 30,8m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Giá chào bán hiện tại của chủ đầu tư đang chào bán là 3.050.000.000 đồng. Đã có sổ đỏ đầy đủ, 3 toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu căn nhà này được thiết kế như thế nào, với cái thửa đất như thế này và diện tích như vậy, mời người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà nhé. Với tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây, quý vị nhìn ở trên video, Ngọc Ánh quay có sao như thế nào, review y như thế đối với khách hàng nha. Đây, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Căn nhà này thì đã hoàn thiện xong hết, chỉn chu. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là một lớp cửa thôi mọi người ạ. Cửa gỗ kính. Ở ngoài phía kia là cái cổng rồi mọi người ạ. Cổng sắt cũng rất là an toàn rồi. Cho nên cái phía bên trong căn nhà này thì chủ nhà chỉ thiết kế một lớp cửa gỗ kính thôi. Đó, phần gạch lát nền cũng được hoàn thiện xong hết chỉn chu. Với tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây là phần phòng khách. Ngọc Ánh đang đứng là chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái quạt trần cũng như hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt xong xuôi đầy đủ. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản quý vị nha. Căn nhà này đi ra tới cầu trắng, Hà Cầu Đen, Hà Đông, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 1km thôi, rất là thuận tiện. Và đây chính là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp đã được hoàn thiện xong hết chỉn chu, tủ gỗ ăn cường được lắp đặt đầy đủ phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, đầy chậu rửa, vòi rửa. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Không gian bếp nhỏ nhắn xinh xắn rất là hợp lý. Đúng không ạ? Đó, chủ đầu tư cũng ốp gạch rất là đẹp ở đây, trang trí hài hòa lắm mọi người ạ. Đây là phần phòng khách rất là rộng nha mọi người, đây nữa ạ. Với cái phần phòng khách này thì chủ đầu tư có thiết kế luôn cho mình vài bức tranh. Cái tranh dán ở đây thì nó là tranh dán tường Hàn Quốc thôi quý vị nha. Tuy nhiên thì cái độ bền của nó cũng được 5-7 năm đấy ạ. Đó. Ngoài ra thì ngoài cái phần phòng khách và phòng bếp thì ở đây có một phòng vệ sinh nho nhỏ. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng, với bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp của quý vị nhìn ở đây nha, là có một cái cửa sổ mở ra bên này rất là thoáng ạ. Đây, nhìn thẳng ra ngõ luôn quý vị ơi. Nói chung với cái căn nhà này, Ngọc Ánh review có sao thì nó y như thế thôi. Ngõ trước nhà 1m2, cách với đường ô tô đi lại nó chỉ khoảng tầm không đến 20m đâu mọi người ạ. Đi lại rất là thuận tiện. Tuy nhiên thì căn nhà nào cũng vậy, có ưu điểm và có nhược điểm. Quý vị cứ cân nhắc trước video và gọi cho Ngọc Ánh để tư vấn trước khi đi xem nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen trắng. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà để xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Đây là trên phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Thì ở hành lang này ở đây là chủ đầu tư có thiết kế cho mình một cái cửa đây, hướng ra bên ngoài rất là thoáng mọi người nha. Và cửa nào cũng được thiết kế hai lớp, với các phần cửa sổ hai lớp bên ngoài và bên trong. Bên ngoài cửa kính, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng và một cái cửa hướng đây, có ban công mọi người nha. Đây thực tế luôn, ban công mở hướng ra phía bên ngoài như quý vị nhìn đây. Và cái ban công này thì hướng thẳng ra ngõ đây. Đó,
Ưu điểm của nó là xây duy nhất một căn, yên tĩnh, thoáng. Trước thoáng sau, hướng nhà này là cái hướng Tây Bắc quý vị nha. Hướng cửa chính của ngôi nhà là hướng Tây Bắc. Đây, mọi người nhìn đi ạ. Với cái không gian phía phòng ngủ này rất là rộng. Ngoài cái phần cửa mở ra ban công, ở bên này còn có một cái cửa sổ này nữa này. Ống chờ, dây chờ đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đấy. Với phần tầng 2 này thì lát gạch kích thước 60-60 vân đá. Và ngoài ra tầng 2 còn có một phòng vệ sinh ở phía bên trong, thiết kế theo kiểu phòng ngủ master. Đây mọi người nhìn này, cửa sổ trước, cửa sổ sau rất là thoáng. Toàn bộ cái phòng vệ sinh này thì được chủ ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần này. Hệ thống sen kẽ tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, thương hiệu Cotto mọi người nha. Đây, lavabo, nước xong rồi, điện xong rồi. Với căn nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở như Ngọc Ánh chia sẻ thôi. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng đây, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ rất là chắc chắn quý vị nha. Căn nhà này giá chào bán 3 tỷ 050 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, mời người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà nha. Và quý vị ơi, đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như nhau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh y như tầng 2. Như vậy, lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, căn nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, thoáng trước, thoáng sau, rất là ok mọi người nha. Đây, phòng ngủ nào cũng có cửa đằng trước và có riêng căn này là có ban công mở hướng thực tế ra bên ngoài như trên video mọi người nhìn thấy. Đó, căn nhà được trang trí cũng rất là hợp lý, phòng ngủ thì rộng, vuông vắn, đầy đủ ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa, cửa sổ đằng trước, cửa đằng sau đây. Nhà vệ sinh ở phía trong tầng 4 của ngôi nhà. Đây, quý vị có thể nhìn giúp em. Hệ thống sen kẽ tắm nóng lạnh, bồn cầu này, đó, 3 phòng rất là thoáng. Vị trí thì quá là ok. Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó thuộc Hà Trì, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội. Đi lại giao thông rất là thuận tiện, được xây dựng duy nhất một căn mọi người nha. Giá chào bán hiện tại ở trên video là 3 tỷ 050 triệu đồng. Mọi người cân nhắc những cái căn nhà được xây dựng độc lập để có thể đến xem sớm nha. Bởi vì những cái căn nhà này thì cái tỷ lệ bán hàng rất là nhanh mọi người ạ. Đó. Đây là cửa thông phòng, 2, 3, 4 các tầng cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Và đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhá. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà quý vị ạ. Đây, riêng phía tầng 5 thì được chủ lát toàn bộ là cái gạch giả gỗ kích thước 60-60. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì cái hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên đây. Quý vị nhìn thực tế nhá, từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế là gỗ, lim. Và phần còn lại của ngôi nhà đây chính là sân phơi. Wow mọi người ơi, rất là thoáng, rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thực tế ở trên video giúp Ngọc Ánh ở đây. Dân cư vô cùng đông đúc. Đó. Đi lại giao thông thì vô cùng thuận tiện. Cách chỉ 20m là ra tới trục đường ô tô đi lại. Căn nhà này 30,8m² trên sổ đỏ. Và được hoàn thiện đầy đủ sổ đỏ chính chủ bàn giao nhà ngay. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983 013 403, hoặc 0888 011 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những vị khách hàng đầu tiên cập nhật những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.